Dịch sởi đang lây lan nhanh trong bối cảnh năm học mới sắp bắt đầu, điều này khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng. Để chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo mà phụ huynh cần lưu ý thực hiện. Để chủ động phòng bệnh sởi, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo: 1. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. 2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi, thường xuyên rửa tay bằng xà bông khi chăm sóc trẻ. 3. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. 4. Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. 5. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Không nên đưa trẻ điều trị vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải bệnh viện và lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Ngày mai 31 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ. Công tác tiêm chủng sẽ thực hiện xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, góp phần tăng miễn dịch cho trẻ trước ngày khai trường.